chồng, vợ và chồng một câu. À. Nhưng mà ví dụ một người đang nghèo nhá, hoặc là đang không có điều kiện, thì làm cách nào để mà chơi được với những người người ta có kinh tế không, người ta lấy người ta có cái tiềm lực mạnh hơn mình, nên làm cách nào? Ơ thì em thấy không, ví dụ như anh vẫn đang chơi với các chủ tịch tập đoàn không? Đấy là anh, nhưng mà rất nhiều thì, người thì, họ sẽ có thì vấn đề đúng không? Thì đấy, ý là mình có giải thoát rồi. Tức là anh vẫn chơi với rất nhiều những người mà có đến cả chục nghìn, vài chục nghìn tỷ, thậm chí là nhiều hơn, đúng không? Thì anh không phải là người giàu bằng họ đâu. Thế cũng như là tại sao bây giờ chúng ta không có tiền để chơi với những người có 5-10 tỷ hay là những người gọi là có sức ảnh hưởng với xã hội. Thì chúng ta phải biết là cái thứ nhất là mình đến với họ là sự chân thành nào. Cái quan trọng nhất là sự chân thành, học hỏi. Vì tất cả những cái người mà có sức ảnh hưởng hay là có những người có giá trị rồi, họ đều thích chia sẻ cho đi. Họ đều muốn là mình có những người đệ tử hay có những người mình quý để mình chia sẻ. Đấy là cách để tiếp cận đúng không? Ừ. Thì đó, thì chỉ cần chân thành. Nhiều khi là chỉ cần con gà, con vịt, con bưởi. Đấy cũng là cái cơ hội để chúng ta có thể là tiếp xúc được. Nhưng mà từ cái việc tiếp xúc và trở nên yêu quý cũng là do cái khả năng của chúng ta. Nhưng mà đấy, họ sẽ nhìn nhận chúng ta là con người. Nhiều khi là những người rất giỏi anh có chơi đâu, giỏi mà không lòi anh chơi làm gì. Đấy, mình là gì ạ? Mình chơi rất nhiều những anh em nhé, giỏi và thông minh không bằng chân thành. Em được chân thành không, em cũng có thể kiếm rất nhiều tiền. Đấy, vì cho cơ hội đó chính là cho cả tiền bạc, cho cả nhiều thứ khác. Còn anh mà nhìn thấy ví dụ như vừa mới gặp rất thông minh mà thấy khôn lỏi thì còn lâu nữa chứ. Đấy, nên là cái việc chơi với những người hơn mình dễ thôi mà. Đấy, dễ lắm. Anh kể cho em nghe một câu chuyện này. Khi ngày xưa anh mới khởi nghiệp thì anh có quen một gái. Anh ấy là người hướng dẫn anh làm nghề bán hàng online. Hướng dẫn anh setup từ một cái thằng không biết gì về công nghệ online setup là em bán hàng thì em phải có telesale. Em bán hàng thì em phải có sale, em phải kế toán, em phải... Ông hướng dẫn anh ạ? Ừ. Nhưng mà đúng ngày xưa anh là anh Khánh. Anh không chơi với ai ngoài cái hệ gia đình anh. Anh chỉ giúp đỡ lại anh. Thế tại sao mà mình lại làm quen được anh? Thì anh bắt đầu một cái việc là anh đi học ở một cái lớp quảng cáo của anh Linh đi đâu. Thì tất cả cái người mà hồi là idol trong cái lớp đấy mà được thầy Linh giới thiệu là những cái người xuất sắc. Anh nhớ có hai người. Bây giờ là đều trở thành những người bạn rất thân của anh. Một là thằng Tú Ác. Tú Ác chỗ anh Việt Nam từ ấy là có một Việt Nam. Nhân vật thứ hai là anh Khánh, là anh Khánh Long. Thì anh ấy cũng là nhân vật bán hàng online rất là khủng. Anh ấy đi lên cũng từ bán tay trắng, có một loạt các cửa hàng net đấy. Nói chung là anh ấy là một người rất giỏi. Nhưng mà rất khó làm quen. Kiêu hả? Nhưng mà khi anh biết mục tiêu của anh đi học, anh ấy xuất hiện đâu anh chỉ làm quen với những người tốt thôi. Anh nhắm ra hai mục tiêu đấy là sẽ phải trở thành bạn. Thì nhưng mà Tú Ác thì anh ít thời gian anh tiếp cận hơn. Thế nên anh sẽ không chọn Tú Ác, anh chọn anh Khánh Long. Mà chồng ấy thích các đàn anh. Thì anh Khánh Long là người trưởng thành hơn. Anh thì hay khâm phục những người đi trước. Đấy, thế là mình, ông ấy có cái cửa hàng giày ngay gần chỗ mình ở. Thế thôi mình cứ lướt qua lướt lại thấy anh lại ra chơi. Thì mới đầu là người ta cũng là chưa gọi là thôi thằng này may học cùng lớp mình cũng chú ý. Thì cũng nói chuyện xa xa, nhưng mà lần mỗi lần vào mình lại nói chuyện và mình cũng chân thành, thấy mình cũng quê cũng chân thành. Thế là anh ấy mới hướng dẫn anh. Hướng dẫn từ từ thì anh bảo là em cũng bắt đầu anh hoàn tranh thì anh ấy kia tâm sự dần. Đấy thì thế là anh ấy bắt đầu hướng dẫn mình là làm sao mà ngày xưa anh ấy bán giày rất là khủng khiếp, em làm shop. Thời bán hàng online ngày xưa khiếp. Đấy, thế là hướng dẫn dần thì anh em chơi thân với nhau. Mà anh ấy là như là một người thầy của anh. Hướng dẫn anh hết. Đấy, để mà có những cái kinh nghiệm rồi có những cái cách bán hàng rồi làm tài khoản mọi thứ. Để mà đến bước chân, những bước chân đầu tiên của mình là anh ấy giúp mình rất là nhiều. Thế đấy thì có phải là lúc mình đang không có gì anh ấy đang có. Anh ấy đang mạnh rồi nhưng mà mình vẫn tiếp cận được mà. Đó thì đấy, vấn đề của chúng ta đó là gì ạ? Thứ nhất, mình phải rõ ràng mục tiêu. Với thứ hai là mục tiêu của mình, nhưng mà mình phải có sự chân thành. Mục tiêu của mình là em muốn tiếp cận với anh để em cố gắng em kiếm được tiền như anh. Thì anh dạy em hỏi anh.
mình phải rõ ràng như thế, chân thành luôn. Thì người ta thấy thằng này có trí, rồi thứ hai là nó cũng sống đàng hoàng. Thì người ta rút thôi, coi như thằng em. Thì cũng như anh bây giờ thấy không, rất nhiều được khôn hỏi anh, rút luôn, không có cơ hội gặp anh. Nhưng mà nhiều thằng nha, nó không cần giỏi quá, nhưng mà anh thấy nó là thằng, thứ nhất là nó chịu cúi cái đầu nó xuống à. Không bao giờ vênh mà lên, có 3 đồng tiền mấy thằng mấy ông có độ khoảng dăm 7 tỷ, 10 tỷ mà đi đâu là không nhìn thấy mặt đất đâu. À. Tại vì là các bạn ấy chỉ đang nhìn với những người mà có vài trăm nghìn. Nhưng mà các bạn ấy phải gặp những người có khoảng 70-70 nghìn tỷ. Khác ngay. Đấy, thế đây là gì ạ? Chúng ta cái thái độ mình khi mà mình tiếp xúc với người ta rất quan trọng. Đấy, và ở như là một cái mênh mông, cái biển mênh mông mình chỉ là con cá. Mình có là gì đâu. Đấy, thế nên là cái người thành công nhất là những người luôn luôn là gì, khiêm tốn và nó và sống là cũng giản dị. Em thấy đại gia càng giản dị, đúng không? Đỉnh cao của sự phức tạp là sự đơn giản. Đúng. Đấy, thế nên là thành làm giàu với thành công nó không khó. Quan trọng cái tâm thế của mình làm nó như thế nào không? Ok, chia sẻ rất hay.